Con đường đến xóm Na Rau ở xã Phủ Lý, huyện Phú Lương vốn đã xa xôi, khó khăn, sau mưa lũ lại càng khó khăn hơn nhiều lần. Gia đình anh Hoàng Văn Quang là hội viên chi hội nông dân thuộc diện hộ nghèo. Sau trận mưa lũ lịch sử, cùng với sự hỗ trợ của địa phương, gia đình anh Quang đang vô cùng chật vật khắc phục hậu quả của mưa lũ khi tài sản bị cuốn trôi, đàn vật nuôi và diện tích lúa, hoa màu bị mất trắng. Tài sản nhà em thì nó mưa lũ thì nó cũng trôi hết được. Mong muốn là các ban ngành hỗ trợ được gia đình em được chút nào để em khôi phục lại cái hiện trạng để mà em tiếp tục sản xuất. Những ngày này, nông dân tại phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên đang tập trung thời gian vệ sinh đồng ruộng, khắc phục hậu quả của mưa lũ đối với diện tích trồng lúa. Mong muốn hỗ trợ được giống lúa, những vật chất thì phân do chẳng hạn, thì dân làm ăn thì nó đỡ đi. Thời điểm này, các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại về nông nghiệp do mưa lũ. Công tác triển khai, ứng phó, khắc phục thiệt hại cũng đang được cấp ủy chính quyền địa phương các cấp tích cực triển khai nhằm sớm ổn định cuộc sống và sinh kế cho bà con nông dân. Ủy ban thành phố Yên đang thực hiện đẩy nhanh các tiến độ để khắc phục cơn lũ lịch sử. Hiện nay trong sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi đang tập trung chỉ đạo các nội dung cụ thể bằng một số giải pháp như chỉ đạo các phòng ban phối hợp với địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ là khử khuẩn, sát trùng cho các khu vệ sinh chuồng trại chăn nuôi để triển khai các đợt chăn nuôi mới. Hiện nay trên địa bàn có khoảng trên 2.000 ha đất lúa là bị ảnh hưởng từ 50% đổ lên. Và chúng tôi cũng đang chỉ đạo các nội dung là yêu cầu các hộ dân cũng như địa phương tập trung để thu hoạch sớm, triển khai ngay cái vụ đông xuân năm 2024. Và các chương trình hỗ trợ thì cũng vừa rà soát để hỗ trợ cho người dân theo chính sách hỗ trợ quyết định 4157 năm 2007 của tỉnh Thái Nguyên. Đến thời điểm này, chúng tôi trưng dụng các cái máy múc, máy cẩu, rồi thì phương tiện ô tô để khắc phục những cái vị trí mà các cái nước xoáy rồi thì tràn bồi đắp để ảnh hưởng đến cái diện tích lúa cấy của nhân dân. Và đến thời điểm hiện nay chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo toàn bộ, dốc toàn bộ lực lượng để chúng ta kê đếm các cái thiệt hại của nhân dân trong cái ảnh hưởng cái cơn bão số 3 vừa lũ lụt vừa qua. Trong thời gian tới thì đối với hội thì tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên nhân dân của các xóm khác không bị ảnh hưởng, sẽ đến hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại trong thời gian gần nhất, và cũng là đề nghị các ngân hàng nếu như mà đến nợ thì sẽ giãn nợ cho các hộ bị ảnh hưởng do bão gây ra. Ngay sau khi lũ đi qua, Sở Nông nghiệp tỉnh đã đi khảo sát, kiểm tra thực tế các thiệt hại của nông dân và có các chỉ đạo đối với từng cơ quan chuyên môn có kế hoạch khuyến cáo cụ thể trong khắc phục hậu quả thiệt hại đối với cây trồng vật nuôi, khẩn trương khôi phục, ổn định sản xuất nông nghiệp sau lũ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 38,1 nghìn hecta lúa mùa, trong đó có 85 hecta đến kỳ thu hoạch. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại, các địa phương đã chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch được trên 10 hecta. Đặc biệt để phục hồi sản xuất nông nghiệp, ngay sau khi nước rút, các đơn vị chức năng trong tỉnh hướng dẫn nông dân kịp thời khoanh vùng, tiêu úng nhanh, bảo đảm không để lúa rau màu bị ngập sâu trong thời gian dài, đồng thời phổ biến các biện pháp kỹ thuật chăm sóc những diện tích lúa rau màu bị ngập. Thì đối với những diện tích lúa mà đã đến thời kỳ thu hoạch thì khẩn trương khai thông và hút nước, là tận dụng những cái tận thu và thu hoạch những cái diện tích lúa đã chín. Một số cái diện tích lúa mùa bây giờ đang trong thời kỳ là đứng cái làm đồng, thì khơi thông và té nước trên lá để cho tạo cái tính quang hợp món phân để cho cây nhanh phục hồi và sinh trưởng phát triển. Cây ngô mà bị nghiêng ngả thì dựng cây ngô lên và vun gốc để cho cây sinh trưởng tiếp tục. Đối với rau màu mà những diện tích mà đến kỳ thu hoạch thì khẩn trương là thu hoạch sớm, và những diện tích mà ngập úng mà không có thể khả năng khắc phục được nữa thì chúng ta có thể rằng là thu gom và tiến hành dùng những cái giống cây trồng ngắn ngày là để chúng ta sản xuất lại. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, sau lũ lụt, nhiều loại chất thải rắn còn tồn ứ trong môi trường là điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh, nhất là dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm phát sinh. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, bảo đảm an toàn môi trường chăn nuôi, ngay sau khi nước lũ rút, gia đình ông Tạ Quang Hải ở phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên đã tập trung thu gom toàn bộ bùn đất, chất thải, rác thải
quét dọn tại khu vực chuồng nuôi và khu vực tiếp giáp xung quanh, sau đó tiến hành tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng nuôi và khu vực xung quanh. Trong vòng 2 ngày, 3 ngày thì đã cơ bản là đã xử lý được những cái khu chuồng trại, rồi theo sự chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn về phòng bệnh dịch sau cơn lũ thì gia đình cũng đã chuẩn làm tốt và hiện nay là đã di chuyển được một đàn về và đang tiếp tục di chuyển đàn nữa về. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, ngành nông nghiệp các địa phương đã khẩn trương thống kê thiệt hại, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ đàn gia súc gia cầm, cấp phát hóa chất dự phòng cho các hộ dân để tiến hành phun khử trùng tiêu độc. Ngay sau khi mà nước rút thì chúng tôi cũng đã ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn tổng vệ sinh chuồng trại môi trường chăn nuôi trên địa bàn toàn huyện và cấp 4 tấn vôi bột như là gần 2.000 lít hóa chất để cho bà con tiến hành phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, đường đi lối lại và khu chợ buôn bán gia súc gia cầm cũng như là các điểm có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh. Hiện nay Thái Nguyên có khoảng 95.000 con trâu bò, 600.000 con lợn và 16 triệu con gia cầm. Sau khi lũ rút, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh đã triển khai kế hoạch và có các giải pháp cụ thể hỗ trợ người chăn nuôi trong việc khôi phục sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Khi mà cơn bão đã đi qua rồi thì chúng ta là thực hiện là vệ sinh khử trùng tiêu độc theo cái hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi Thú y, và chúng tôi đã thực hiện là cấp 5.000 lít thuốc sát trùng để thực hiện khử trùng tiêu độc trong tháng khử trùng tiêu độc là tháng 10. Và chúng tôi đang thực hiện là cấp vaccine tiêm phòng đợt 2, là khuyến cáo toàn thể các cái hộ chăn nuôi từ chăn nuôi nông hộ đến các trang trại là thực hiện tiêm phòng các cái bệnh truyền nhiễm. Dự báo thời gian tới, miền Bắc nói chung, Thái Nguyên nói riêng có khả năng đón những đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Bởi vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương và người dân nên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp ứng phó với những diễn biến xấu do thời tiết gây ra, bảo đảm năng suất các loại cây trồng cũng như an toàn cho đàn vật nuôi.